cho những món ăn kinh dị bậc nhất của người dân tộc Thái mình. Không phải ai cũng dám ăn, không phải ai cũng dám thử. Mời các bạn cùng xem nhé. Đây mới chính là đặc sản. Là da trâu mọi người nhé. Da trâu mình tươi, ngon. Bây giờ mình sẽ rắc vôi lên và để ủ cho nó cái lông của nó ra hết đấy mọi người, nó mềm ra cho nó thối nhanh ấy. Và cuộn nó lại nhé. Cuộn lại ủ trong túi nhé mọi người nhé. Ủi trong túi hoặc là mình để trong nồi ấy. Đợi kết quả của mình sau vài ngày nhé mọi người. Ơi, cái da trâu thối của mình bây giờ là sau 3 ngày nhá. 3 ngày. Đây này, đừng đừng sợ nhá. Đây, mọi người thấy con giòi không? Em mẹ thấy không? Bà mở ra đây này. Đấy mọi người này. Như thế này, bây giờ là mình mới lột cái da, cái vỏ ngoài lớp màng ở da, cái lớp lông ấy mọi người. Có thấy có cả con giòi không? Mọi người thấy con giòi không? Đấy. Bây giờ là mình sẽ cạo rửa thật sạch nhá mọi người nhá. Mình phải ra ao làm đấy. Đầu tiên mình phải ra ao làm đó, bởi vì lấy nước sạch ở nhà thì không biết bao nhiêu cho đủ luôn. Mình sẽ cạo hết sạch lớp lông ở vỏ đi mọi người. Xong rồi mình sẽ đi băm như thế này mọi người nhá này. Băm như này cho nó, mục đích là tí mọ cho nó mềm ra ấy. Xong rồi mình thái nhỏ ra như này nhá mọi người nhá. Cái đen đen đấy là cái phần da nó cạo không ra ấy mọi người. Rau thơm thì mình sẽ cho xả với húng quế, ớt và mắc khén mà muối mì chính cho nó vừa ăn nhá. Cạo này. Mình cho nước vào xong rồi mình bóp đều đấy cho nó ngấm nhá mọi người nhá. Cho vào trong lá chuối để đi hấp. Wow. Này làm cầu kỳ lắm. Nhìn thế này thôi mất mấy ngày. Nay nhà mình sẽ hấp bằng cái nồi này nhá. Bà mình có đặt một cái rổ ở bên trong này, nó không phải là luộc đâu, cái này là hấp. Mình sẽ đặt vào và mình đậy vung lại để sau một tiếng là nó sẽ chín. Sau hơn một tiếng thì món của mình đã chín rồi mọi người nhá. Đây ạ. Ôi, nóng hổi. Wow, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, món của mình đã chín rồi nhá. Món mọ da trâu thúi nhá mọi người. Đây. Ngon thế, trời ơi, bây giờ cái này mà chấm với cơm nếp ăn thì mình phải hết đến 10 năm mất. Wow, đây mọi người ơi. Người nào không thích sẽ cảm thấy là nó thối này, nó ghê đúng không? Nhưng người thích như mình thì mình cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Và không biết là mình cha sinh mẹ đẻ kiểu gì mà cứ món nào mà nó thối thối, thung thủm và nó đắng đắng là mình cực kỳ thích luôn ấy. Thôi không nói nhiều nữa, mời mọi người nhá. Lên bản vùng cao, nếu mà lên các bạn lên bản vùng cao ấy phải thưởng thức những món đặc sản như thế này mới gọi là đặc sản nhá mọi người nhá. Còn những cái món các nhà hàng ấy mình thấy thường người ta biến tấu rất là nhiều.